món gì ạ? Mày thích món chả giò. Và tự đi tới đâu thì được ăn kiểu là kiểu người xin bái. Không, muốn làm là muốn học học là nấu ăn thì đợi ngày thường. A lot of people at temple. Mấy muối với nước ấm với bột ngọt với nghệ nè, chị bỏ chung vô cái chị đổ vô cái chị ngâm thêm. Khác hơn miếng nữa. Dạ. Mày thích món chả giò. I hope you like this video.